thêm đậm đà. Trời ơi, tôi chết rồi, trương má rồi, đòi đâu nữa, chiến này về kia đánh chết, kể rồi, có đò không? Trời ơi, biết làm sao bây giờ? Sáng sớm nước lên hoàng hôn nước xuống, đò tôi trôi ngược cuối bãi đầu gần, nhưng chẳng buồn gì cực cái hân mà buồn gì dọc ngang có một mình. Chú ơi, chú kia ơi, ai kêu tôi đó ta? Tôi đó, tôi kêu chú đó, ghé vào đây giùm đi chú ơi. Cô, chào cô muốn mua cái gì mà gọi âm sầm vậy? Chào chú, chú bán cái gì vậy? Tôi đâu có bán cái gì đâu. Không mua cái gì mà kêu đéo ốm sầm hết à? Nhưng mà tôi nhờ chú đưa tôi qua sông, trước khi tới tôi tiền bao nhiêu thì tôi xin trả. Tôi là người đi bán đi mua chớ không phải ông gái đò. Thôi, được rồi, nói giỡn chơi thôi chứ. Để tôi đưa cô qua xong. Dạ, để cấp cho chú nha. Dạ, chú. Cô vậy hả? Ồ. Nè, mà cô kia, bộ tôi già lắm sao mà cô kêu tôi bằng chú vậy? Không, không phải. Tại tía tôi nói á, mà ra đường á, gặp đàn ông con trai á, thì mình kêu bằng chú, để cho nó có sự cách biệt vậy đó mà. Trời. Mà nếu như lỡ ai có chọc thì cũng khó mà mở lời. Thôi đi, nếu mà cô á, tôi và tôi đâu muốn già đâu. Cô mà cô kêu tôi bằng anh á, đưa cô qua xăm liền. Cô kêu tôi bằng chú, đứng đó mà chịu ăn đòn đi. À, vậy hả? À, trời, vậy à. Thôi, nói giỡn chơi thôi. Giờ để tôi đưa cô qua xăm liền. Rồi. Rồi, tôi đưa con qua xăm liền, tới rồi đó. Tới rồi, vậy cảm ơn anh nha. Anh tự nhiên nha. Cô tên gì vậy? Em tên Xuân. Còn anh? Tôi à? Cô Xuân à? Cô cứ gọi tôi là anh Ba được rồi. Vậy cảm ơn anh Ba nha. Vậy em chia nha anh Ba. Cô Xuân, chẳng
chúng tôi á thì tôi muốn đến thăm cô một ngày gần nhất được không cô? Đừng, anh đừng đến đây nha. Tía tôi mà thấy đàn ông con trai mày lẩn quẩn trong cái khu này là tía tôi giết tôi chết. Thôi không được đâu. Xuân à, từ ngày mừng tình yêu chân thật không bao giờ tin tưởng, nhưng vậy
Cái bộ đây là bộ bà ba lụ lèo đó quý vị, hay gọi là bà ba lụ lèo. Vâng, cảm ơn đôi nghệ sĩ Hồng Nhung và Thanh Hòa đã cống hiến những tác phẩm để đời trong những cái chương trình ở tại chùa Như Lai Thiền Tự. Và Trường Tiến cũng xin được cảm ơn em. Thường thường em hay mời anh làm những cái chương trình hát những cái bài hát, và quý vị biết là Hồng Nhung với Thanh Hòa rất là khó trong vấn đề nghệ thuật quý vị. Không phải ai mà Hồng Nhung Thanh Hòa cũng mời để diễn cho những cái vở tuồng, chọn những cái vai rất là tâm đắc, mà Hồng Nhung và Thanh Hòa là những hai người mà nghệ sĩ mà chúng tôi rất là yêu mến. Xin cảm ơn hai em rất là nhiều. Em có cần một lời gì cảm ơn anh người mà đệm đàn cho em không? Em nói nó hay hơn anh á. Lớn. Lúc nào trong lòng em cũng cảm ơn hai đại sư ca của em kìa. Tức đêm tức hôm mà từ khách sạn ở thiệt là xa trên phi trường mà cứ chạy lên chạy xuống nhà Hồng Nhung hoài, thấy là tội nghiệp. Ok, cảm ơn hai anh. Ngày mai chúc hai anh tự lộ bình an nha. Ok, bye bye. Quý vị biết không, tới nhà tập tập tuồng thì ít, nhậu thì nhiều. Hôm qua nhậu tới 4 giờ sáng luôn, cái gì mà hôm nay vẫn hát được là hay lắm.